Bên này nè. Rồi nha, bỏ qua tôi nha. Bỏ qua tôi. Nó nhảy đây, nó nhảy đây. Rồi nha. Rồi nha. Rồi chiếu. Thiệt tần chứ. Đúng rồi, quất luôn mẹ ơi, lóc. Hay, ulti. BK như thần lấy gì không win. Ông kia chọc tức nữa. Ông thì giỏi, một ông người thích chọc tức. Đây, có ai ta le hả? Ồ, bắn nhanh quá. Biết theo QE này được. Họ mất rồng luôn. Mình gặp mình tốc biến xa quá, tốc biến gần chút nữa là QE thôi, dí theo hoài vậy. Tôi căng là căng. Gì vậy? Rớt máy bay rồi. Cái con bò này nhìn khó chịu. Đó, tôi quét rồi, tôi giết bên đây. Tôi quy đây, tôi quét ở đây. Giống như lập trình computer sẵn gì, ông nào tốc biến hả? Tốc bắt. Đó, lại tăng luôn đi. Rông mà sợ. Tôi phá bắt xe nữa cho. Về anh ơi, về đi mấy người đẹp. Này cam luôn, này cam luôn. Cam. Khỏi chạy nha. Sai rồi. Mất con ba rồng luôn rồi. Nó có ulti mà. Nó mất ulti rồi chạy. Mất con ba rồng rồi. Game này tôi phải 9kb ngàn là bình thường. Tôi bán sách tôi lên được ban tôi quy tôi chích hoài luôn.
mà không lên đồng hồ khó thở này. Từ từ thôi nha. Từ thôi. Sợ quá, run quá. Thôi từ từ thôi, đi sợ. Từ tôi liêu hết đâu. Bên nè chút ăn biển là xỉu à. Vô được, vô hộ. Nhảy chơi khởi động. Thôi thấy tôi. Thôi đi vô hộ, vô lên lên, nó vô góc chết kìa. Coi chân con mọt nó tốc biến cho nó ulti 5. Tôi thấy là xong rồi đó. Khó điều khiển cái này thì chứ. Thiệt tình. Quét nguyên quét được quét quét cái quét được phát à con đừng cản tôi, đừng cản tôi, xin đừng cản tôi. Đừng cản tôi. Rung quá mọi người, coi đông quá, rung quá. Xin đừng cản tôi. Hả? Về nó ăn rồng. Bán sách luôn. Lên lít bèn. Cover. Cho bạn nghe show ăn kìa. Chiếu là về rồi. Chiếu rồi. Chiếu là về. Trời ơi, nó quay một cái gần rụng nụ luôn. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thôi xong tôi rồi. Ừ. Ông Samurai. Tàu lao thì chứ. Ra kịp không? Tham mấy giây ra kịp không? Thì người con bò. Bò tăng. Xì xì. Bò phải xả rồi. Bò không có xé. Không có xé. Một chú ra đi. 10 giây. Về đi.